Vô thì là hôm nay sẽ làm về một cái chủ đề mà hôm bữa anh đẹp trai Junior có nhờ mình. Đó, anh Junior là nói là nhiều bạn thì chưa có hiểu ý nghĩa của cái mod cho lắm. Đó, cho nên là hôm nay mình sẽ làm về cái chủ đề là mod nó có thực sự quan trọng trong cái trò này hay không? Tại sao một cái cây mod nó lại có cái giá trị nó cao như vậy, mấy trăm ngàn đồ kiểu đó. Cũng có nhiều bạn hỏi mình là bây giờ là em quay cái cây 20 ngàn với lại cái cây 200 ngàn thì nó có gì khác nhau không? Đó, nó khác nhau chỗ nào mà sao tự nhiên cây đó nó mắc dữ vậy đó, kiểu kiểu như vậy. Và em có cần phải mua một cái cây mod hay không, hay là em lấy bút bi quay cũng được đó. Thì hôm nay mình sẽ trả lời những cái vấn đề đó. Và nếu các bạn cảm thấy hay thì nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Nếu các bạn cảm thấy không hay thì nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Mod tức là viết tắt của cái cụm từ là modification, tức là một cái sự sửa đổi, tức là chúng ta sẽ thay đổi những cái cây bút bình thường thành những cái cây bút mà nó được chế tạo để mà dành chuyên dụng để mà chơi những cái bộ môn này đó. Nó được thay đổi về cái chiều dài, về cái cân nặng cũng như cái độ cân bằng đó, để cho chúng ta có thể chơi dễ dàng hơn. Và những cái bộ môn khác thì người ta cũng sẽ cần những cái đạo cụ, nó cũng tương tự như vậy, để mà gọi là để hỗ trợ cho chúng ta làm được nó một cách là dễ dàng những cái căn bản của cái bộ môn đó. Khi mà chúng ta chơi mấy cái trò mà sáng tạo đồ kiểu đó, nghệ thuật đồ đó, thì chúng ta bắt buộc phải làm nó đơn giản được những cái gọi là căn bản thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta sáng tạo được. Chứ bây giờ căn bản các bạn làm chưa xong, giờ các bạn thử lấy một cây bút bi các bạn làm thumb round đi, thì các bạn làm 10 lần chưa chắc các bạn làm được hết 10 lần nữa. Đó, thì làm sao sáng tạo được, bây giờ cơ bản làm còn không được nữa sao sáng tạo đó, đúng không? Về cái vấn đề là các bạn hỏi mình là mới chơi có nhất thiết là phải mua mod hay không, hay là lấy bút bi chơi cũng được, tại vì có nhiều bạn là thấy trên YouTube hay là trên Facebook các kiểu đó, thì có những spinner người ta chơi bằng bút bi mà người ta chơi tốt, các bạn muốn học theo họ đó. Thì theo như cái ý kiến của mình đó, thì mình thấy là lúc mà mới bắt đầu tập chơi, mới vừa tiếp xúc với cái trò này thì tốt nhất là các bạn nên là mua một cái cây mod đi. Đó, một cái cây mod nó không có cần là quá nhiều tiền, không có cần phải là một cái cây nổi tiếng cực đỉnh hay là cái gì đó, mà các bạn chỉ cần mua cái cây nó đơn giản tầm 100 nghìn là được rồi. Mình thấy cái giá 100 nghìn là nó vừa phải, nó ok. Còn mà nếu các bạn mua rẻ quá thì nó sẽ dễ phát sinh những cái vấn đề, tại vì tiền nào của nấy mà các bạn. Đó, thì dù như là một cái cây 30-40 ngàn thì cái vốn của nó chắc cũng tầm là mười mấy 20 ngàn. Mười mấy 20 ngàn thì cũng đâu có mua được đồ xịn đâu, nguyên liệu nó cũng không có xịn, mà cái tiền công trả cho cái thằng làm nó cũng không có nhiều, cho nên là nó làm nhiều khi cũng không có tâm nữa mấy bạn. Những cái người mà người ta dùng bút bi mà người ta làm tốt, thì những cái người này người ta đã làm được tốt bằng cái cây mod rồi, người ta đã nắm được căn bản, người ta đã biết combo cái kiểu, thì người ta mới lựa chọn cái phong cách để mà người ta xuất hiện trước công chúng, trước mọi người đó. Người ta lựa chọn một cái điểm nhấn, một cái nét riêng gì đó, người ta lựa chọn bút bi đó. Còn như các bạn là các bạn chưa có biết cái gì hết, bây giờ các bạn đang chưa có hướng đi mẹ gì hết, thì các bạn đừng có tự đưa bản thân các bạn vô cái đường cùng. À, các bạn giả sử như bây giờ các bạn nói là các bạn biết có một ông A ông B gì đó, ông này có thiệt đi, giả sử như có thiệt đi, ông chơi bằng bút bi từ đầu tới cuối mà bây giờ ông quay bá đạo vip slip luôn đó, thì mình nói với các bạn là cái ông này ông cũng là cái dạng là hiếm có thôi, hiếm có khó tìm thôi, chứ không phải là cái dạng đại trà đâu. Tức là 1.000 người, 10.000 người cũng có dăm ba người như vậy thôi, chứ không phải là cứ làm theo ổng là được đó. Mới chơi thì các bạn nên là đi theo cái số đông thì nó sẽ an toàn hơn, không đâu phải tự nhiên là người ta lại dùng cái cây này thay cho bút bi đâu. Nó là cả một cái quá trình người ta nghiên cứu, người ta tìm tòi thì người ta phát triển cái trò này đó, cho nên là mới có cái này, chứ đâu phải tự nhiên người ta hứng lên người ta lấy cái này người ta sẽ dùng đâu, đúng không? Cái vấn đề thứ hai đó là vì sao cái cây mod nó lại mắc tiền như vậy, và khi chơi thì có nhất thiết phải mua một cái cây mắc tiền không? Tại vì mình thấy là có nhiều bạn là đang phân vân giữa một cái cây là 800 ngàn với lại một cái cây là 200 ngàn, 100 ngàn đó. Các bạn nghĩ là mua cây 800 ngàn thì có giúp các bạn là quay nó ngon lành hơn không, hay là nó cũng y chang, còn thậm chí nó còn tệ hơn cái cây 200 ngàn? Và vì sao một cái cây mod nó lại có cái giá cao như vậy, thì mình sẽ chia mod ra làm hai cái loại được bán trên thị trường đó. Hai cái loại này nó không phải là hai cái những cái loại mà bút khác nhau, những cái loại một đầu hai đầu gì, mà nó là những cái loại được người ta bán. Đó là cái loại mang giá trị là sưu tầm, và cái loại là mang giá trị là để chơi. Mod được dùng để quay thì cái giá trị của nó chủ yếu là dựa vào cái giá trị của nguyên liệu làm nên cái cây mod đó.
Những cái nguyên liệu thì nó sẽ bao gồm có nguyên liệu từ Việt Nam và nguyên liệu từ nước ngoài. Mod mà có nguyên liệu càng nhiều nguyên liệu từ nước ngoài thì nó sẽ có giá trị là nó sẽ cao hơn, tại vì khi mà nhập về thì phải đổi từ tiền nước ngoài sang tiền Việt Nam, rồi phải có đóng tiền phí hải quan rồi tiền ship từ bên đó về cái kiểu đó, cho nên là cái giá nó sẽ bị đội lên rất là nhiều đó. Nhưng mà bù lại thì đồ nước ngoài thì nó sẽ làm nó chất lượng hơn, nó ok hơn, tại vì Việt Nam thì nó cái mẫu mã nó không có được nhiều, cái màu sắc nó không có được đa dạng cho bạn chọn, chủ yếu là đồ Trung Quốc hơi bị nhiều. Với lại cái mình là bán bút, mình đi mua bút thì thường là mình sẽ ưu tiên cái rẻ hơn. Nước ngoài nó làm mấy cái cây bút mà tầm 5 đô thì đối với nó cũng như bình thường thôi, nhưng mà đối với mình là 100 mấy chục ngàn thì đâu có ai mà khùng bỏ tiền 100 mấy chục ngàn để mua cái bút đâu. Mình là tầm 10 ngàn là la trời la đất rồi, thì làm sao mà có thể bán được những cây bút mà nó đẹp được, đúng không? Đó, cho nên là đồ mà mua ở trong nước thì thường là nó sẽ không có được đẹp. Đó, nhưng mà bây giờ thì mấy cái shop người ta đã khắc phục dần cái tình trạng này đó, bằng cách là người ta nhập đồ Trung Quốc mấy bạn. Trung Quốc giờ nó làm hay lắm, Trung Quốc giờ nó làm mấy nó kiểu như là nó tự làm ra những cái bộ phận á. Nó không phải lấy từ cái đồ của hãng mà nó tự nó đúc ra. Đó. Nó là những cái cục nhựa mang hình dạng nó giống như vậy thôi. Cái chất lượng nó cũng kém hơn rất là nhiều, cái những cái nguyên liệu, những cái vật liệu mà nó sử dụng nó không có chất lượng á mấy bạn. Cho nên là nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là đối với những miếng cao su thì nó sẽ dễ bị rách. Đó, màu sắc thì nó không có đúng, kích thước nó cũng nhiều khi nó cũng bị sai lệch. Cho nên là nhiều khi mấy bạn làm theo hướng dẫn của Tây, của Mỹ gì đó thì các bạn mua đồ Trung Quốc về gáp nhiều khi nó không có khít. Đó, nó dẫn tới tình trạng như vậy. Nhưng mà bù lại nó rẻ. Đó, cho nên là các bạn sẽ phải cân nhắc làm sao mà các bạn dùng tiền nào của nấy thôi mấy bạn. Mod được dùng để sưu tập thì cái giá trị của nó chủ yếu là dựa vào cái độ hiếm của cái vật liệu được dùng làm cái cây mod đó, và dựa vào cái sự sáng tạo của cái người mà người ta làm ra cái cây đó. Người ta kiểu như là người ta đưa những cái ý tưởng mới lạ vô đó, người ta làm theo cái kiểu là mang tính nghệ thuật nhiều hơn là dùng để quay. Thường những cái cây đó quay rất là tệ mấy bạn. Những cây đó thậm chí là nhiều khi nó không quay được luôn. Mod mà nó không quay được nhưng mà nó sẽ mang cái tính là để trưng bày đó. Nó sẽ mang cái tính là nó hơi dựa vào cái gu thẩm mỹ của người làm. Nhiều cây làm ra dị lắm mấy bạn. Mà kiểu như là ai thích thì mua thôi. Đó. Còn về cái độ hiếm thì là nó sẽ phụ thuộc vào cái nguyên liệu. Thì cái nguyên liệu đó là vì một cái lý do gì đó mà bây giờ là cái hãng làm ra nó không có làm cái nguyên liệu đó nữa. Và những cái nguyên liệu đó chỉ có thể mua được từ những cái người mà người ta may mắn người ta có được trước khi mà cái hãng đó nó ngưng. Đó, thì bây giờ người ta đăng lên người ta bán cái giá của cây mod đó và cái nguyên liệu đó thì nó sẽ phụ thuộc vào cái lương tâm của cái thằng bán cái đó. Đó, bây giờ nó thích, nó thấy tao bỏ ra quá nhiều sức, công sức công tình tao đi kiếm quá trời, giờ tao sẽ bán cái này nó kiểu như là gấp 10 lần cái tiền vốn của cái này đi. Đó, thì giờ đăng lên ai thích thì mua thôi. Giờ kiểu như là có một người khác vô thấy giá này ok, tao kiếm kiểu như là mấy năm nay cái món đồ này rồi, giờ có thằng lên bán mà nó cũng vừa ý tao quá, giờ vô mua thôi. Đó, thì cái này nó sẽ không có cố định mà nó sẽ phụ thuộc vào cái sự thỏa thuận giữa hai bên. Đó, thì mấy bạn mà mới chơi thì tốt nhất là nếu mà không có tiền với lại không có hiểu biết thì tốt nhất là nên đừng có dây vô cái loại mà mod được dùng để sưu tập này. Tại vì các bạn nhiều khi các bạn không cẩn thận thì các bạn sẽ rất là dễ bị lừa. Khi chúng như cái trường hợp mà mod mà dùng để chưng thì quay nó cũng không có tốt, nó không có được. Đó, mà mod mà cái độ hiếm thì các bạn đâu có biết gì, đâu có kiến thức gì đâu, sao các bạn biết cái đó nó hiếm. Với lại cộng thêm hồi nãy mình nói là Trung Quốc bây giờ nó làm giả rất là ghê. Đó, cho nên là các bạn không cẩn thận là các bạn dễ bị lừa mua ngay đồ fake. Đó, thằng bán nó nói là cây này là rất là hiếm, trên thế giới chỉ có 1-2 cây đó, giờ anh bán em 5 triệu đó. Giờ các bạn mua 5 triệu về xong các bạn thấy ông kia bán có 10 mấy ngàn. Đó, giờ các bạn bị lừa biết sao giờ đó, đúng không? Nên cho nên là tốt nhất là các bạn đừng có dây vô cái loại này nếu mà các bạn không có đủ kiến thức. Nói chung thì hai cái đó là hai những cái vấn đề mà mình nghĩ là các bạn thường hay thắc mắc về cái vấn đề về mod khi mà chơi cái trò này. Cũng với là anh Junior cũng nhờ mình làm cho nên là mình sẵn mình làm clip luôn.
Thì nó sẽ còn những cái vấn đề khác xoay quanh cái vấn đề món. Nói chung là trong cái trò này thì nó rất là nhiều những cái vấn đề để mà hỏi, cho nên là nếu mà các bạn không biết thì các bạn để lại comment ở bên dưới, hoặc là các bạn nhắn tin cho mình đó, thì các bạn nhờ mình thì mình sẽ làm tiếp những cái video nói về những cái vấn đề của mấy bạn. Còn trong clip này thì mình chỉ dừng lại hai vấn đề này thôi, tại vì mình cũng không biết nói gì nữa đó, cho nên là nếu bạn thấy hay nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh, và bấm vào nút chuông để mà tiếp tục nhận được những cái video hướng dẫn mới nhất từ kênh của mình. Cảm ơn bạn đã xem video của mình, hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.